Thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần cho biết trong tháng 8 năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 35 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,6 độ Richter. Sáng nay, 31 tháng 8, vào lúc 7 giờ 28 phút trên địa bàn huyện Con Plong, đã xảy ra trận động đất độ lớn 3,3 độ Richter. Trước đó, trong tháng 7 năm 2023, hiện tượng động đất xảy ra tại huyện Con Plong đã lập nên con số kỷ lục khi có tới gần 100 trận. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết từ tháng 6 năm 2021, đơn vị này đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm các trạm quan trắc nhằm cảnh báo kịp thời cho người dân để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh.